quý vị đang đến với bản tin dịch Covid-19 trên kênh fbnc. Bản tin chiều nay ngày 31 tháng 10 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Nghệ An tập trung truy vết chùm ca cộng đồng mới ở huyện Quỳnh Lưu. Tại Đắk Lắk, nhiều học sinh dương tính, cách ly hàng trăm f1 là giáo viên và học sinh. Tỷ lệ tiêm chủng còn thấp, các tỉnh miền Tây căng mình dập dịch. Từ ngày hôm nay, hành khách đi tàu hỏa chỉ cần khai báo y tế qua ứng dụng BC COVID. Trên thế giới, số ca tử vong do COVID-19 mới tại Philippines đạt kỷ lục. Lào gia hạn lệnh hạn chế COVID-19 thêm 15 ngày. Nga lập định mới về số ca mắc COVID-19 trong ngày. Số ca mắc COVID-19 mới tại Pháp tăng vọt 7.000 ca kể từ giữa tháng 9. Theo số liệu của Bộ Y tế cho biết, đến nay số ca mắc COVID-19 tại nước ta là 915.603 ca. Trong đó đã có 818.336 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh, tương ứng với hơn 89% so với tổng số ca mắc và có 22.030 ca đã tử vong. Về số ca tử vong trung bình trong 7 ngày qua còn 59 ca. Mặc dù số ca tử vong liên tiếp giảm trong những ngày qua, tuy nhiên với việc ghi nhận 64 ca tử vong trong ngày 30 tháng 10 Việt Nam hiện vẫn đang đứng vị trí thứ 6 ở khu vực châu Á về số ca tử vong theo ngày và đứng thứ 3 ở khu vực Đông Nam Á. Theo ngành y tế tỉnh Nghệ An cho biết, sáng nay địa phương đã ghi nhận thêm 11 ca nhiễm COVID-19 mới, trong đó có 2 ca cộng đồng là trường hợp của hai vợ chồng ngủ tại xóm 4, xã Quỳnh Diện, huyện Quỳnh Lưu. Hiện ngành y tế địa phương chưa khẳng định được nguồn lai của hai ca bệnh trên. Tuy nhiên, theo truy vết ban đầu, hai bệnh nhân trước đó có sống cùng với cháu. Người cháu là F1 liên quan đến ổ dịch tại xã Quỳnh Bản, do đó hai ông bà là trường hợp F2. Để phục vụ cho công tác truy vết lấy mẫu xét nghiệm, huyện Quỳnh Lưu đã phong tỏa toàn bộ xóm 4 với tổng số 250 hộ dân, 1.030 nhân khẩu, lập các chốt chặn kiểm soát người ra vào xóm, đồng thời phun khử trùng lấy mẫu xét nghiệm người dân trong khu vực. Tính từ đầu mùa dịch đến nay, tỉnh Nghệ An đã ghi nhận 2.431 bệnh nhân mắc COVID-19 ở 21 địa phương, trong đó thành phố Vinh nhiều nhất với 753 ca, còn 327 bệnh nhân đang điều trị và tỉnh Nghệ An đã có 20 ca tử vong. Theo thống kê, từ ngày 1 tháng 10 đến nay, đã có 26.538 công dân ở Nghệ An từ các tỉnh phía Nam đã trở về, trong số này có 358 ca dương tính. Mới đây, huyện EAK, tỉnh Đắk Lắc đã cho biết trên địa bàn huyện đã ghi nhận thêm 12 trường hợp test nhanh dương tính. Trong số này có 3 học sinh cấp 1 và cấp 2. Ngay khi ghi nhận kết quả test nhanh để chủ động trong công tác phòng chống dịch, cơ quan chức năng đã cách ly tập trung tại hai trường học với hơn 100 học sinh và giáo viên của ba em học sinh dương tính trên. Đối với các học sinh nhỏ tuổi phải cách ly, cơ quan chức năng cũng cho phép một học sinh có thêm một phụ huynh vào chăm sóc. Tại huyện Lắc cũng vừa ghi nhận thêm 3 trường hợp mắc COVID-19 là tiểu thương buôn bán tại chợ. Trước tình hình phát hiện nhiều ca mắc COVID-19 ngoài cộng đồng, huyện Lắc đã ban hành kế hoạch xét nghiệm sàng lọc cho hơn 21.000 người dân ở vùng có nguy cơ. Từ ngày 30 tháng 10 đến ngày 16 tháng 11. Tính đến sáng ngày 31 tháng 10, tỉnh Đắk Lắk đã ghi nhận thêm 112 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 40 ca ngoài cộng đồng, nâng tổng số ca mắc lên tới 4.005 ca. Diễn biến dịch bệnh ở các tỉnh miền Tây Nam Bộ vẫn đang rất căng thẳng khi số ca mắc mới được phát hiện trong cộng đồng ngày càng tăng, trong bối cảnh tỷ lệ bao phủ vaccine tại các địa phương còn thấp. Đứng đầu về số ca mắc trong ngày 30 tháng 10 là tỉnh Bạc Liêu, khi địa phương này đã ghi nhận 414 ca. Trong đó có 143 ca mắc cộng đồng, chiếm hơn 34%. Đây cũng là ngày ghi nhận số ca F0 cao kỷ lục ở tỉnh này. Theo thống kê, trong 5 ngày qua, Bạc Liêu cũng là tỉnh có số ca F0 cao nhất khu vực Tây Nam Bộ với hơn 1.400 ca. Với diễn biến dịch bệnh trên địa bàn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu cũng đã quyết định nâng cấp độ phòng chống dịch COVID-19 từ cấp độ 2 lên cấp độ 4 đối với địa bàn xã Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu, đồng thời có thông báo yêu cầu 100% người đi trên phương tiện vận tải hàng hóa và Bạc Liêu phải khai báo y tế đầy đủ và chịu trách nhiệm về tính chính xác thông tin nếu trường hợp khai báo không trung thực để phát sinh dịch sẽ bị xử lý theo quy định người chưa tiêm vaccine về tỉnh này cũng sẽ phải cách ly 14 ngày sau đó theo dõi sức khỏe thêm 7 ngày theo cổng thông tin tiêm chủng covid-19 bắc liêu huyện cũng nằm trong nhóm 10 địa phương có tỷ lệ tiêm vaccine thấp nhất cả nước với 70,94% trong khi đó, tỉnh An Giang đã cho biết trong ngày 30, toàn tỉnh ghi nhận 342 trường hợp nghi mắc COVID-19. Đặc biệt, số ca nhiễm ghi nhận trong cộng đồng khá cao. Cụ thể, thành phố Long Xuyên có đến 30 ca, thành phố Châu Đốc 19 ca, huyện Truy Tôn có 33 ca. Hiện nay, tỉnh An Giang cũng nằm trong nhóm 10 địa phương có tỷ lệ tiêm vaccine COVID-19 thấp nhất, tính theo số mũi tiêm trên số vaccine phân bổ theo quyết định, khi tỷ lệ mũi 1 của tỉnh chỉ đạt 64,7% và mũi 2 đạt 11,4%. Ngày hôm qua, Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng cũng báo cáo địa phương có thêm 165 ca dương tính mới, trong đó có 46 ca phát hiện qua sàng lọc tại cộng đồng, 79 trường hợp là F1, 10 ca về từ vùng dịch được cách ly từ trước và 30 trường hợp phát hiện trong khu vực phong tỏa. Hiện tỷ lệ dân số trên 18 tuổi được tiêm ít nhất một mũi vaccine COVID-19 của tỉnh là 83,6% và tiêm đủ mũi 2 là 16,09%. Chuyển sang một số thông tin khác, theo văn bản mới được Bộ Giao thông Vận tải ban hành mới đây, kể từ hôm nay ngày 31 tháng 10, hành khách đi tàu hỏa chỉ cần phải khai báo y tế qua ứng dụng BC Covid trước khi lên tàu, thay vì phải kê khai lịch trình di chuyển trên văn bản giấy như trước đây. Trong trường hợp hành khách chưa khai báo hoặc không có thiết bị, hoặc gặp khó khăn khi sử dụng các thiết bị điện tử thông minh, doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt sẽ có trách nhiệm bố trí nhân lực, thiết bị để hướng dẫn, hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng và khai báo. Ngoài ra, theo quyết định mới này, Bộ Giao thông Vận tải cũng quy định hành khách từ địa phương có cấp độ dịch là cấp 4 sẽ được bố trí vận chuyển bằng khoang riêng thay vì toa xe riêng so với trước đây. Có thể thấy quy định mới này của Bộ Giao thông Vận tải sẽ giúp thống nhất và thuận lợi hơn để trích xuất dữ liệu di chuyển của hành khách trực tiếp từ ứng dụng BC covid Như vậy cũng sẽ giúp thời gian làm thủ tục của hành khách việc trích xuất dữ liệu nhanh chóng hơn. Sau thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương sáng nay ngày 31 tháng 10 cũng đã triển khai chiến dịch tiêm chủng cho các em học sinh trên địa bàn tỉnh. Theo đó, các huyện thị thành phố trên địa bàn sẽ thực hiện đồng loạt tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho hơn 42.000 học sinh nhóm tuổi từ 15 đến 17 tuổi tại các điểm trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn. Theo dự kiến, tỉnh Bình Dương có khoảng 58.500 người từ 15 đến 17 tuổi, hơn 121.000 người từ 12 đến 14 tuổi, tổng cộng sẽ có khoảng 180.000 người được tiêm vaccine trong đợt này. Hiện tỉnh Bình Dương đã được phân bổ đủ số lượng vaccine Pfizer để tiêm mũi một cho các em học sinh. Về tình hình tiêm chủng trên toàn tỉnh, đến nay tỉnh Bình Dương đã tiêm đạt hơn 3,7 triệu liều vaccine ngừa COVID-19, trong tổng số hơn 5,3 triệu liều vaccine được Bộ Y tế phân bổ. Trong đó có hơn 2,3 triệu người tiêm mũi 1, đạt 96% dân số từ 18 tuổi trở lên, và số người tiêm mũi 2 đạt khoảng 70% dân số. Cùng chuyển sang một số thông tin về tình hình dịch bệnh trên thế giới. Trong 24 giờ qua, Bộ Y tế Philippines thông báo nước này có thêm 423 ca tử vong do COVID-19. Đây là mức tăng trong một ngày cao nhất từ trước đến nay tại quốc gia này. Cùng ngày, Philippines cũng ghi nhận hơn 4.000 ca mắc mới. Như vậy, tính tới thời điểm hiện tại, quốc gia Đông Nam Á này đã có tổng cộng gần 2,8 triệu người dương tính với virus SARS-CoV-2, trong đó có hơn 43.000 trường hợp không qua khỏi. Với con số trên, Philippines hiện là nước có số ca mắc và tử vong do COVID-19 cao thứ hai trong khu vực chỉ sau Indonesia. Theo thống kê, hiện 26,8 triệu người trên tổng số 110 triệu dân Philippines đã nhận đủ hai liều vaccine ngừa COVID-19. Cũng tại Đông Nam Á, sáng ngày 31 tháng 10, Bộ Y tế Thái Lan báo cáo trong 24 giờ qua, họ ghi nhận 8.859 ca nhiễm mới và 47 trường hợp tử vong. Trong cùng thời gian, họ cũng có 8.253 bệnh nhân hồi phục và đã xuất viện về với gia đình. Các địa phương có nhiều bệnh nhân mới là thủ đô Bangkok, tiếp theo là Samut Prakhan và Chonburi. Các địa phương có nhiều ca tử vong nhất là thủ đô Bangkok, Pattaya và Samut Prakhan. Trong khi đó, với tình hình dịch bệnh vẫn còn phức tạp như hiện nay, giới chức Lào vừa đưa ra thông báo sẽ tiếp tục gia hạn các biện pháp hạn chế COVID-19 tại quốc gia này thêm 15 ngày, kể từ ngày mai ngày 1 tháng 11. Trong một bài phát biểu, phát ngôn viên chính phủ kim người đứng đầu văn phòng Thủ tướng Lào, bà Thích Phát Khon Chantha Vonsa nói rằng, việc gia hạn các biện pháp phòng chống COVID-19 là cần thiết vì dịch bệnh lây lan ra hầu hết các tỉnh, với mức lây nhiễm hơn 500 người mỗi ngày, tăng 27,6% so với các tháng trước. Theo quyết định mới, các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 vẫn được tiếp tục áp đặt nghiêm ngặt, hướng tới mục tiêu giảm tối thiểu số ca mắc và tử vong do COVID-19. Bên cạnh đó, để thực hiện mục tiêu bình thường mới, chính phủ sẽ nỗ lực trong việc cân bằng, hài hòa giữa các biện pháp y tế và kinh tế, song vẫn đảm bảo các chính sách này phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương. Đồng thời, giới chức Lào cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch tiêm vaccine ngừa COVID-19 trên cả nước. Trong 24 giờ qua, Bộ Y tế Lào ghi nhận thêm hơn 850 ca mắc COVID-19 mới, tăng gấp đôi so với một ngày trước đó. Cùng ngày, quốc gia này cũng xác nhận một trường hợp tử vong do COVID-19. Như vậy đến nay, đất nước triệu voi đã có tổng cộng gần 39.600 ca nhiễm bệnh, trong đó có 62 trường hợp không qua khỏi. Các ca nhiễm COVID-19 mới của Hàn Quốc vẫn tiếp tục vượt ngưỡng 2.000 ca trong ngày thứ tư liên tiếp vào hôm nay ngày 31 tháng 10. Dữ liệu này đã khiến các cơ quan y tế Hàn Quốc thêm lo ngại về khả năng bùng phát trước khi quốc gia này chuẩn bị nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch để trở lại trạng thái bình thường mới kể từ tháng 11. Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc KDCA cho biết, quốc gia này đã bổ sung thêm 2.061 trường hợp nhiễm COVID-19 mới, bao gồm 2.052 trường hợp nhiễm tại địa phương, nâng tổng số ca nhiễm lên 364.700 người từ khi đại dịch bùng phát tới nay. Số người thiệt mạng cũng tăng thêm 19 lên thành 2.849 ca. Tỷ lệ tử vong của Hàn Quốc là 0,78%, thấp hơn mức trung bình 2% trên toàn thế giới. Cùng ngày, Nga ghi nhận thêm gần 40.300 ca mắc mới COVID-19. Đây là mức cao nhất mà nước này ghi nhận được kể từ khi đại dịch bắt đầu bùng phát. Trong 24 giờ qua, Nga cũng ghi nhận 1.160 ca tử vong do COVID-19. Với dữ liệu mới cập nhật, quốc gia này hiện có tổng cộng gần 8,5 triệu ca mắc và 237.400 trường hợp tử vong. Kể từ ngày hôm qua, ngày 30 tháng 11, Nga đã bước vào một tuần không làm việc, theo chỉ thị của Tổng thống Vladimir Putin, nhằm kiềm hãm sự lây lan COVID-19 như hiện nay. Bên cạnh đó, chính quyền thủ đô Moscow, tâm dịch của cả nước, cũng đã đưa ra thông báo đóng cửa toàn bộ dịch vụ không thiết yếu trong 11 ngày. Trong một thông báo cùng ngày, Bộ trưởng Y tế Nga Mikhail Murakosov cho biết, nước này sẽ sử dụng vaccine Sputnik V để tiêm mũi tăng cường cho những người đã tiêm chủng. Trước đó, vào đầu tháng này, Nga thông báo loại vaccine này đã hiệu quả 70%, trong việc chống lại biến thể Delta 3 tháng sau khi tiêm và có khả năng sẽ trở thành vắc xin chính trong chiến dịch tiêm chủng của nước này. Dịch bệnh COVID-19 đang có dấu hiệu lây lan lại ở Pháp. Trong 24 giờ qua, các nhà chức trách y tế Pháp báo cáo có thêm gần 7.400 ca nhiễm COVID-19 mới. Đây là lần đầu tiên số ca mắc trong ngày tại quốc gia này vượt quá con số 7.000 kể từ ngày 21 tháng 9. Cùng ngày pháp ghi nhận thêm 22 trường hợp tử vong do Covid-19. Như vậy kể từ khi đại dịch bùng phát, quốc gia này đã có tổng cộng 7,16 triệu ca dương tính với virus SARS-CoV-2, trong đó có hơn 117.640 bệnh nhân không qua khỏi. Hôm qua ngày 30 tháng 10, Bộ Nội vụ Jordan thông báo kể từ ngày 15 tháng 11 sắp tới, nước này sẽ trục xuất các lao động nước ngoài không tiêm vaccine ngừa COVID-19 đầy đủ. Bộ Nội vụ Jordan nhấn mạnh quyết định này được đưa ra nhằm đảm bảo sức khỏe cộng đồng, cũng như thúc đẩy người nước ngoài thực hiện tiêm phòng COVID-19 để bảo vệ bản thân trước nguy cơ lây nhiễm virus SARS-CoV-2 trong tương lai. Theo thông báo, các lao động nước ngoài sẽ được tiêm vaccine ngừa COVID-19 miễn phí mà không cần xuất trình giấy tờ. Jordan hiện có hơn 3,5 triệu lao động nước ngoài đến từ nhiều quốc gia, chủ yếu là Syria, Yemen, Palestine, Ai Cập và Libya. Trong 24 giờ qua, Jordan đã ghi nhận thêm hơn 1.000 ca mắc mới và 12 trường hợp tử vong, nâng tổng số ca mắc và tử vong tại quốc gia này lần lượt lên hơn 860.800 ca và 11.000 ca. Theo thống kê, đến nay tỷ lệ tiêm chủng tại Jordan chưa tới 40% dân số, thấp hơn nhiều so với mục tiêu Bộ Y tế nước này đặt ra trước đó là 60%. Trong thông báo hôm 30 tháng 10 tại hội nghị G20 ở Thủ đô Rome của Ý, Thủ tướng Canada Justin Trudeau cho biết, nước này sẽ quyên tặng thêm vắc xin ngừa COVID-19 cho các quốc gia có thu nhập trung bình và thấp. Ông Trudeau nêu rõ, Canada sẽ viện trợ ít nhất 200 triệu liều vắc xin cho cơ chế COVAX trước cuối năm 2022. Trong tổng số này, 10 triệu liều vắc xin ngừa COVID-19 của hãng Moderna sẽ được nhanh chóng chuyển đến các nước đang phát triển. Bên cạnh đó, Canada cũng cam kết sẽ hỗ trợ 15 triệu đô la để tăng cường sản xuất vắc xin ở Nam Phi. Khoản tiền này nằm trong ngân sách nhằm thành lập trung tâm chuyển giao công nghệ với mục đích giúp Nam Phi có thể tự sản xuất vắc xin COVID-19 theo công nghệ mRNA. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin dịch COVID-19 ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm của quý vị. Hãy tiếp tục đồng hành cùng FBNC ở những bản tin tiếp theo.